Tại vì hiện thì em cũng đang ở những cái môi trường nó có cái công viên ấy, thì cái công viên là cái lớn nhất mà em quyết định là em chọn cái dự án, cũng như là em cũng biết là có những cái tiện ích xung quanh như là sân golf, rồi bệnh viện quốc tế cũng ở gần đấy. Còn ở đây thì em thấy là cái mức đầu tư nó cũng vừa phải với mình, và cũng như là nó có đầy đủ những cái tiện ích không có khác gì. Và sau này ví dụ như giao thông này kia nó rất là thuận tiện, cũng chỉ khoảng tầm 20 phút, 30 phút rồi cũng đã tới được Sài Gòn rồi, là đáng thì.